Dear family and friends, we are gathered here today to witness and celebrate the love, commitment, and the union between Sumes and Afi in marriage. During the time they have been together, their love and understanding for each other has grown and matured. As Sumes always say, Alpha is a coffee and I am condensed milk. Cho phép con được gửi lời cảm ơn đến một người mà có lẽ là trong suốt 30 năm qua, con nói xin lỗi nhiều hơn lời cảm ơn. Mẹ, con cảm ơn mẹ đến hết cuộc đời này. Hôm nay con gái Alpha của mẹ đã có thêm một người bạn đồng hành, một người chăm sóc con, chia sẻ cho con những lúc vui buồn, khó khăn và hạnh phúc. Con mong mẹ sẽ bớt lo lắng cho con. À mà chắc là con nói câu này thì mẹ thế nào cũng nói lại, làm cha làm mẹ không bao giờ hết lo lắng dõi theo con. Con sẽ sống thật tốt, vui vẻ để thêm niềm vui cho mẹ. Con cảm ơn mẹ đã dành hết yêu thương và kỷ luật cho đứa con này. Con cảm ơn mẹ đã gồng gánh hai vai trò của người ba và người mẹ trong những tháng năm qua và mãi mãi thương yêu con vô điều kiện. Mẹ ơi, con gái chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe. Cuộc đời này và những cuộc đời sau, con mãi là con gái Alpha của mẹ. Once I met a beautiful girl in the dark. She looks like a lily in the park. She has dandy hair cascading across her face, pearlish luster around her neck. She has nice eyes with beauty of a clouded dew in the dusky morning. She looks like a fairy with a nice gown and peaceful smile. Suddenly, she saw me and vanished away in that turn. I felt I lost myself in the puzzle of world. You are the first drop of dew who brings rainbow in my life. I again hope to meet a beautiful lily in the park. And I think today is my park. And she is my lily. Chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Sau này con đàn cháu đóng nha. I wish you absolutely every happiness for you and Shmesh. Guys, we are here to wish you all the very best for your wedding and for your lives back in Canada. And I'm very much looking forward to the day, Alpha, when I can get you back here in Hoi An to be with me. Mẹ rất là vui mừng, hai con thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thương yêu nhau. Điều đó là mẹ mong muốn nhất.